Tấn Long Tiger thổi bùng khoảnh khắc cuồng nhiệt Ngoại hạng Anh trên các cộng sport. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là bình luận viên Xuân Mai của truyền hình Ca Cộng và chúng ta chuẩn bị được dõi theo cuộc đối đầu trên sân Anfield giữa Liverpool và Bournemouth. Kỷ lục của Bournemouth trong mùa hè vừa qua trị giá 40 triệu bảng lên bóng dành cho các cầu thủ Bournemouth. Clivert dứt điểm, Semenyo. Phản công là lẽ sống của Bournemouth và ngay lập tức ở tình huống phản công này họ đã khiến cho mảnh lưới của Liverpool rung lên. Nhưng trong pha xâm nhập của Semenyo thì có vẻ như anh đã việt vị. Justin Clivert đã rất quyết tâm trong tình huống đi bóng sập thẳng vào khu vực. Lỗi việt vị của Semenyo của đội chủ sân Vitality. Phạt qua người hay của Mohamed Salah. Đường chuyền ra. Sút bóng. Pha băng vào dứt điểm của Robertson. Ngoại trừ thất bại ở Vitality hồi tháng 3 năm 2023, Luis Diaz rất tốc độ. Diaz đó. Araujo đã không thể ngăn cản được tình huống đi bóng vào bên trong và dứt điểm của Luis Diaz. Tiếp theo là quả phạt góc dành cho đội chủ nhà. Mohamed Salah. Tuyến hai. Đường chuyền rất hay. Salah. McAllister đã phát hiện ra người đồng đội có khoảng trống và tung ra đường chuyền một chạm rất hay. Cú đá vào góc gần của Mohamed Salah và điều đó nằm trong sự phán đoán. Đường chuyền nhanh của Mohamed Salah rất chuẩn xác. Darwin Núñez. Chân trái của Núñez. Sự xuất hiện của Kepa. Evanilson. Cơ hội cho Bournemouth. Dứt điểm. Lại là Semenyo đe dọa khung thành của Liverpool. Pha tranh chấp rất tốt của các cầu thủ Bournemouth. Evanilson có lẽ là không việt vị. Tốt nhất tại Premier League. Họ mới chỉ để thủng lưới có một bàn thua mà thôi. Luis Diaz qua người rất tốt. Cơ hội để chuyền bóng vào. Nhưng Diaz đã quyết định dứt điểm ở một góc rất đẹp. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Diaz đã vượt qua 3 cầu thủ áo trắng. Cầu thủ người Colombia hoàn toàn có thể chuyền bóng vào bên trong. Nhưng sau một nhịp quan sát thì anh quyết định dứt điểm ở góc hẹp. Đang chờ đợi những tình huống phối hợp của Liverpool để gây áp lực tầm cao. Luis Diaz, Kepa đã băng ra khỏi khung thành. Diaz 1-0 cho Liverpool và lại là Luis Diaz đỏ. Cú phất bóng dài rất chuẩn của Konate. Động tác khống chế rất gọn của Diaz đã giúp anh loại bỏ được Kepa. Araujo là người bọc lót cuối cùng nhưng là không đủ để ngăn cản được pha dứt điểm của số 7. Alexander Arnold.
lên bóng cho Liverpool. Salah đang băng lên bên cánh phải. Diaz, tỷ số là 2-0 cho Liverpool. Cú đúp của Luis Diaz. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Alexander Arnold đã có một khoảng trống rất lớn. Chính anh là người đã kiến tạo cho Luis Diaz. Luis Cook là người đã không thể theo kèm để bịt lại khoảng trống mà anh để lại. Alexander Arnold có quá nhiều thời gian để quan sát. Bàn thắng đến với Luis Diaz là quá đơn giản. Pha dứt điểm bằng chân không thuận của cầu thủ người Colombia. Lần thứ hai anh đánh bại được Kepa trong trận đấu này. Rất kỹ thuật. Ryan Christie. Clivert. Không vào. Bournemouth cũng đã bị dẫn 2-0. Nhưng ở những phút cuối thì họ đã vùng lên và ghi 3 bàn. Sút bóng. Cú đá khá nguy hiểm. Trong thất bại trước câu lạc bộ Chelsea, Evan Nielsen đã đá hỏng. Iraola chia sẻ rằng Evan Nielsen từng đá hỏng penalty rồi. Và Iraola khi còn là cầu thủ cũng vậy. Của Semenyo. Bournemouth là câu lạc bộ rất thích những tình huống hai bàn thắng. Một lợi thế đủ lớn cho Liverpool trong hiệp 1 này. Và phối hợp hay giữa Darwin Núñez và Mohamed Salah. Salah đang có được khoảng trống. Núñez quyết định dứt điểm ngay và tỷ số là 3-0. Pha xử lý tuyệt vời của Darwin Núñez. Núñez chính là người đã xử lý rất gọn gàng đường chuyền lên của Konate. Phối hợp 1-2 với Mohamed Salah. Quan sát rất kỹ, tưởng như sẽ là đường chuyền nhưng không. Kepa đã bị đánh bại hoàn toàn bởi đường cong hoàn hảo này từ cái chân trái của Darwin Núñez. Pha xử lý điểm 10 của tiền đạo người Uruguay quá đẹp mắt. Pha phối hợp làm bàn từ phần sân nhà rất mềm mại. Gravenberch, cơ hội dành cho Mohamed Salah. Sút bóng. Bóng đi đúng vào vị trí của Kelleher. Gravenberch. Sút xa. Cú đá. Chúng ta cảm nhận rõ được sự thăng hoa trong cách chơi. Đường chuyền của McAllister cho Mohamed Salah. Salah đã không thể dứt điểm nhưng vẫn là Salah. Salah chân phải. Salah hơi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Salah không hề việt vị. Pha xử lý kỹ thuật trong phạm vi hẹp rất hay của ngôi sao người Ai Cập. Nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm bằng chân phải của anh thì lại quá nhẹ. Salah đã ghi 9 bàn vào lưới của câu lạc bộ Bournemouth tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. McAllister. Salah. Mohamed Salah. Căng ngang. Không vào. Thêm một cơ hội mà Mohamed Salah tạo ra về phía cánh phải của Liverpool. Trọng tài đã hơi khắt khe trong tình huống này với Darwin Núñez. Gakpo. Pha chạm bóng đầu tiên của Kieza và Gakpo. Cú vút rất nhanh. Kerkes. Quả tạt. Đánh đầu. Konate. Lại một đường chuyền dài chính xác của Konate. Kieza. Gakpo. Kieza. Pha phối hợp của hai cầu thủ vào sân thay người bên phía Liverpool. Nhưng có vẻ như Kieza đã việt vị ở tình huống trước đó. Pha bóng này thì anh hoàn toàn không việt vị.
Tavernier cũng là một trong hai người đứng trước bóng. Unan khá nguy hiểm. Bóng đã bật vào hàng rào của Liverpool và Sinisterra rất đỉnh. Tốc độ của Sinisterra. Sinisterra! Hoan hô Kelleher. Đó đã là pha cứu thua thứ tư của Kelleher trong trận đấu này. Thủ môn người Cộng hòa Ireland đang làm thay vai. Rất nguy hiểm. Vẫn là Salah. Cody Gakpo thoát xuống. Curtis Jones. Đây có lẽ là dấu ấn của Arne Slot. Salah di chuyển vào trung lộ để phối hợp với Alexander Arnold và mở ra một cơ hội lên bàn. McAllister là người đã sẵn sàng. Đánh đầu. Và lắc đầu đúng khung thành. Chúng ta cùng xem lại pha bóng cứu thua xuất sắc của Kelleher. Bóng đã bật vào xà ngang, bật vào Alexander Arnold. Nhưng Kelleher với phản xạ tuyệt vời của mình đã giúp cho Liverpool không phải nhận bàn thua. Trái bóng chưa hề đi qua vạch vôi. Tiếp theo, Liverpool sẽ đến làm khách trên sân của Wolverhampton. Nhưng trước đó, vào giữa tuần thì họ sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà ở League Cup. Thêm một pha cứu thua nữa của Kelleher không qua được Curtis Jones. Phản công cho Liverpool nhưng đó là quá muộn. Trọng tài Harrington đã nổi còi khép lại trận đấu giữa Liverpool và Bournemouth. Tấn Long Tiger thổi bùng khoảnh khắc cuồng nhiệt ngoại hạng Anh trên các cổng Sport.